đang vượt thì nó bị hức lại ấy. Đúng rồi. Nhưng con này thì vút một cái là vút qua luôn. Vâng, đúng rồi. Nói thật là em thích đi con này hơn. Đi trong đô thị thì con này vận hành vô lăng rồi em quay đầu xe, thậm chí là đi kể cả những lúc mà phải tăng tốc trong cái giải tầm độ trên 50 60 một chút nhưng mà nó vẫn rất là thoát xe. Chào anh em quay trở lại với kênh của Dubai Care. Hôm nay thì rất là may mắn khi được đồng hành cùng với cả Huy, chủ nhân của chiếc xe VA3 này. Thì Huy cũng có vừa trang bị với cả nâng cấp xong một số món cơ bản để sử dụng con xe VA3 này trên đường. Thì mình video này mình cũng anh em cũng vui vẻ trao đổi với nhau thôi nhỉ. Vâng. Về các cái món mà Huy mới trang bị đúng không? Dạ vâng. Đầu tiên là cầm cái vô lăng đi. Em thấy sau khi bọc cái vô lăng này em thấy ok không? Ok lắm anh, tại vì trước đấy thì vô lăng nó thật là kiểu nó hơi nhỏ ấy. Mà vô lăng cũng nhẹ nên là khi mà em vần thì nhiều lúc kiểu vần một tay nó sẽ hơi kiểu hơi trượt tay ra một chút ấy. Thì khi mà nó bọc ra vô lăng lên như này rồi thì cảm giác vần và cầm tay nó rất là chắc mà nó cũng không bị trơn. Vâng. Với cả mồ hôi tay nhiều nữa đúng không? Đúng rồi. Bản chất cái vô lăng nguyên bản của nó thì là bằng nhựa. Vâng. Và nó rất là trơn. Đúng rồi. Đấy, khi bọc vô lăng cái thì cái cảm giác lái của mình chắc là cảm giác cầm vô lăng thì nó tự tin hơn nhiều đúng không? Đúng rồi. Và nó cũng thẩm mỹ chứ đúng không? Vâng. Có cái ấy này dọc này nhìn bọc da này đây xong rồi da còn có vân này, có chấm này, xong bên trên này da này còn điểm thêm cái điểm vàng này giống như kiểu Raptor ấy nhỉ, đúng không? Còn này anh em còn có hay có một cái phiên bản nữa là như anh Trắng Ô Tô anh ấy làm cái quả thận trên này cắt ngang nữa cũng hay nhìn kiểu Peugeot ấy. Em cái vô lăng này, cái xe màu vàng, anh thấy cái việc là Huy chọn cái sự lựa chọn phối tông màu giữa màu đen với cả da màu vàng này, cộng với chỉ vàng, nói chung là nhìn rất là ưng mắt đúng không? Vâng. Xong rồi nội thất thì có trang điểm thêm cái phần dán màu vàng này. Dạ vâng, đúng rồi. Ưng đúng không? Dạ vâng. Đọc màu xe nhìn trông rất là hay. Con VF3 này thì hiện tại cái cam lùi thì vẫn đang trong cái giai đoạn mà anh em sản xuất nên chưa có bản thương mại ấy. Dạ vâng. Thì cái phương án mà lắp cái cam hành trình trước sau và tích hợp với cam lùi ở trên gương chiếu hậu này thì em thấy thế nào? Đầu tiên thì em trước khi mà sử dụng cái cam ở trên gương chiếu hậu này thì em thấy là cái gương của nó, thứ nhất nó cũng hơi nhỏ. Thứ hai là nhìn đằng sau thì nó đúng với cái công năng của nó thôi. Thế nhưng mà có cái gương cơ bản, cái gương theo xe nó nhỏ đúng không? Vâng, nó bị hơi nhỏ một tí. Và nó không có chức năng chống chói nữa. Đúng rồi, vâng. Thành ra là đằng sau, ví dụ đi buổi tối là các xe đằng sau mà xe cũng thấp nữa. Nên là gần như lúc nào cũng bị kiểu bị chói là em phải gạt cái ấy xuống. Mà cái thẩm mỹ nữa. Đúng rồi. Kể cả độ thẩm mỹ là nhìn anh vẫn treo anh em cái câu là anh nói rất là nhiều lần trong nhiều video đấy, nhìn như kiểu cái gương ở thẩm viên 90 thì quay đầu em quay đầu đi. Quay đầu này đúng không? Ở thẩm viên 90 ấy, đúng không? Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển ra trạm sạc để tối nay Huy di chuyển về Bắc Linh nhỉ. Đúng rồi. May quá trong thời gian em chờ sạc thì anh mượn xe anh em mình ra làm cái video. Dạ vâng. Cái gương này giới thiệu với anh em luôn nhé. Cái gương này nó rất hay, nó tích hợp mấy cái với nhau cơ. Nó bao gồm cả cam hành trình trước sau này. Có nghĩa là con này nó có thể ghi hình cả cam trước và cam sau luôn. Vâng. Cộng với cả đây, nó hiển thị nhá. Khi mình đang di chuyển thì có thể mình lựa chọn là hiển thị đằng trước này, hoặc hiển thị cả phía trước và phía sau này, hoặc hiển thị là phía sau. Vâng. Đấy, và đặc biệt đúng không? Khi mình là gạt một hai bên là nó đã gạt. Đúng rồi, chính xác. Vâng. Cái hay nữa là khi mà mình về số lùi thì cái gương này, cái màn hình của gương ấy, nó sẽ chủ động hiển thị về camera lùi và có vạch để mình giúp mình đỗ xe nó căn chỉnh nó chuẩn hơn, đúng không? Đỡ bị khó. Thực ra anh em mình lái những cái xe mà bây giờ rồi toàn dùng cam căn lùi với cả 360 rồi đúng không? Vâng, nó cũng khá là thuận tiện. Nên một con xe nhỏ như này mà không có cam lùi là cũng ngợp đấy. Vâng, đúng rồi. Mấy lần một lúc để em làm quen đấy. Ừ, đúng rồi. Như các bác ngày xưa các bác lái xe tải hay các bác lái những xe nó không công nghệ gì rồi thì lái những xe này nó là chuyện bình thường. Đúng rồi. Nhưng mà đối với anh em mình, đặc biệt là chị em phụ nữ mà lái xe mà không có cái camera lùi thì thực sự là bất tiện. Thực ra cái phiên bản mà camera ở trên gương này này, rất nhiều những bác mà VF5 này, VF6, VF7, VF8, VF9 có cái gương tràn viền rất là đẹp và chống chói rồi. Vâng. Cũng thay sang phiên bản cái camera hành trình trước sau này tích hợp với cả cam lùi này. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ ví dụ như phải lắp thêm một cái cam hành trình khác nhá, thì nó phải lắp thêm một cái cục cam hành trình ở phía này. Vâng, đúng rồi. Đấy, thì nhiều bác là không thích cái sự bất tiện đấy, tự nhiên lái xe xong rồi mình đã rất là mất nhiều cái không gian cho cái trụ A này rồi, mất thêm một cái điểm này. Vâng. Quan sát vào nhìn nó rất là cực kỳ khó chịu luôn. Nên cái gương này cũng là phương án hay. Và chi phí cũng hợp lý nhá. Đâu đấy 4,5-5 triệu. Vâng. Bao gồm cả cam hành trình trước sau, cả cam lùi luôn. Vâng. Cái màn hình này giới thiệu với anh em một cái màn hình này rất hay nhá. Anh em mà chưa đi xe điện của VinFast này chưa biết đâu. Tất cả các dòng ở xe điện của VinFast thì đều có trình duyệt web. Đây anh em này,
đều có trình duyệt web ở trên này. Đấy là anh em có xem YouTube, xem giải trí, đọc báo thì anh em vào cái này thì đều có thể xem được. Cái này thì khi mình lái xe thì không được xem, đúng không? Nhưng mà vâng, khi mình bật trước khi lái xe ấy, thì khi lái xe vẫn chạy bình thường. Còn khi mà đang di chuyển xe thì mình không được sử dụng. Còn khi nào mà anh em dừng lại cái là được sử dụng bình thường luôn, không vấn đề gì cả. Vâng. Đúng không? Và nghe nhạc trong quá trình đi đỡ phải. Bởi vì con này bây giờ dở hơi cái là nó chưa có Android Auto và chưa có Apple CarPlay, vâng, nên là không thể kết nối với điện thoại được. Vâng. Với cả rằng là nhiều anh em thì sẽ có cái cách rằng là sắp tới có thể là ra màn hình Android, nhưng mà và theo quan điểm của anh thì cũng không nên thay màn hình Android. Em cũng thích để màn hình riêng hơn. Đúng rồi. Vâng. Bởi vì thực ra là với cái xe điện này này em này, sau này VinFast nhá, xe điện thì sẽ thường xuyên update những phiên bản mới. Vâng. Thường xuyên cập nhật những phiên bản mới. Mà khi mà update thì anh em mà đang thay màn hình của đơn vị thứ ba ấy, đúng thì rồi, về lại phải về màn hình riêng. Đấy cũng là một cái hơi bất tiện. Khá là bất tiện đấy. Vâng. Sau khi trải nghiệm con này một thời gian rồi thì em thấy thế nào? Thật ra thì em cũng ít khi đi xe điện, tại ở nhà em cũng chủ yếu là chạy xe xăng thôi. Thế nhưng mà khi mà chuyển sang xe điện thì đầu tiên thì em thấy là đi nó rất là vọt, đi nó rất là thoát xe. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cảm giác đi nó khá là im, tiếng nó kiểu o em đúng không? Cái này là chỉ có anh em xe điện mới cảm nhận được cái việc này thôi. Đúng không? Đúng rồi. Trước đây là em rất là trước đây em chạy trước đây ở nhà thì em đi cái Toyota Race. À đây. Đây cũng là con xe khá đôi đồng cối đá. Đúng rồi. Nó, cái kiểu hộp hộp nó cũng y hệt như này thôi. Nhưng mà nó rất là ổn. Tại vì nó có, mỗi lần em đạp ga mà turbo lên là nó gọi là nó gầm lên luôn. Đúng rồi. Con đấy cái đâu đấy 1.2. 1.2 điện thoại. 1.2 thì anh nghĩ là sang con VF3 này thì em cảm thấy là thích con nào hơn? Nói thật là em thích đi con này hơn. Đi trong đô thị thì con này vận hành em mặc dù về thông số thì con này lại không bằng. Nhưng mà về vận hành thì em đi con này em vần vô lăng rồi em quay đầu xe, thậm chí là đi kể cả những lúc mà phải tăng tốc trong cái giải tầm độ trên 50-60 một chút, nhưng mà nó vẫn rất là thoát xe. Nó cảm giác cho mình một cái cảm giác lái xe nó nó làm chủ được cái xe. Đúng rồi. Nó không bị cái là khi mình vượt xe, đúng không? Vâng. Cái xe điện rất là hay, kể cả VF3 anh em nhá. Khi mà mình trong cái tình trạng mà mình muốn vượt xe ấy, vâng, thì nó không bị cái cảm giác mà như con Ray của em là phải đạp ga, nhiều khi nó còn kiểu đang vượt thì nó bị hức lại ấy. Đúng rồi, đúng không? Vâng. Nhưng con này thì vút một cái là vút qua luôn. Vâng, đúng rồi. Động cơ rất là cơ bản thôi, nhưng mà nghĩ là ok. Vâng. Đấy thôi, cứ miên man thế thôi. Về trải nghiệm được chiếc xe một chút với anh em về chiếc VF3 này. Con này thì em đã lắp thảm sàn Navo rồi nhỉ? Vâng. Với cả độ đèn rồi đúng không? Dạ vâng. Với giá những cái cơ bản nhất thôi. Dán điểm thêm một số cái. Anh thấy em khá đầu tư đấy. Dạ. Một chút nữa anh em mình sẽ ra quan sát cái bộ đèn với cả đèn Demi mà bạn Huy mới trang bị cho chiếc xe VF3 này. Sau quá trình thì anh em tôi đã di chuyển đến trạm sạc. Pin bây giờ đang là 32%, thì tí sạc đầy cái là Huy chạy về Bắc Linh luôn nhỉ? Vâng. Đấy vì vừa bên trong nội thất xe thì mình cũng có trao đổi về những cái cơ bản mà bạn Huy bạn đã nâng cấp, như là cái cam hành trình trước sau, cam lùi, xong rồi là bọc da vô lăng, dán điểm lại trang trí lại nội thất. Bên trong thì có cái Huy đã lắp cái bộ thảm sàn Navo rồi nhỉ? Bộ thảm sàn Navo này thì là một trong những cái bộ thảm sàn mà bây giờ hiện tại thì là mình nghĩ là cũng cao cấp nhất thị trường rồi. Hôm nay anh em ở đây chưa kịp vệ sinh, nhưng mà thực ra là cái bộ này thì cái thẩm mỹ mình nghĩ là bây giờ mình đánh giá nó là cao nhất. Và nó hoàn toàn thì nó là bằng da lắp 3. Cái phần bên dưới thì nó là sàn 360 này, sẽ ôm toàn bộ cái sàn lỉ bên dưới thì nó sẽ rất là sạch sẽ và không bị gây mùi nữa. Bên trên thì có một cái bộ thảm rối như này, nhìn rất là sang trọng và thẩm mỹ đúng không? Anh em nhìn thấy đây. Đây là trong quá trình mà anh em di chuyển được mấy hôm rồi nhá, mà nó đang mất vệ sinh rồi mà nhìn nó vẫn thẩm mỹ như này. Thì lúc mà sạch sẽ thì chắc chắn là rất là đẹp. Thực ra bản thân là mình là người làm nghề, nhưng mà cái bộ thảm sàn Navo này là một trong những cái mẫu thảm sàn mà bây giờ hiện tại là mình cũng đang ưng ý nhất. Cái ghế da thì mình chưa bọc em nhỉ? Vâng, chắc là để bọc sau đúng không? Vấn đề ghế thì là bây giờ anh thấy nó vẫn đẹp. Dạ vâng. Để một thời gian sau nó cũ rồi bắt đầu mình thay đổi sau thì nó hay hơn. Bởi vì rằng là anh thấy là cái thiết kế của con bộ ghế này nó cũng đẹp rồi ấy. Tùy theo nhu cầu từng người thì từng người sử dụng thì sẽ thay đổi sau đúng không? Vâng. Anh em mình thì vừa dán xong phần này nhỉ? Dạ vâng đúng rồi. Đấy. Bản chất là nguyên bản thì cái phần này nó đang là phần phần bóng theo xe, có nghĩa là màu vàng. Thì Huy có yêu cầu mình là dán lại cái phần này. Cái món này theo cái bản bản concept. Dạ vâng đúng rồi. Thành màu sần thì để nó đồng màu. Cái màu này anh em thấy nó có đẹp hơn không? Em thấy để như này có khi nó lại nhìn nó lên mạch hơn ấy. Cái điểm nhấn của con xe VF3 này anh em thấy chưa? Đây, về phần ngoại thất. Cái phần ánh sáng của con xe này thì nhà sản xuất đã trang bị một cái quả bóng bi projector, nhưng mà bên trong thì lại là bóng halogen và đèn đèn bi bên trên cũng là halogen. Mà Huy khá là ăn chơi đấy nhờ. Dạ. Đầu tư hẳn quả bi LED thế này và đã sơn toàn bộ cái phần phần bóng bên trong
Vâng. Nguyên bản của nó là màu bạc và đã sơn thành đen lì. Anh em thấy nó có thẩm mỹ hơn không? Đấy, và đặc biệt là phần mí này. Phần mí này. Có nghĩa là bộ đèn đế mí đã được thay đổi sang một cái bộ nó có điểm nhấn hơn rất là nhiều. Đấy, đây và đặc biệt đây nữa đây. Toàn bộ cái mặt ga lăng nhá, cái hình chữ V này này. Cái chữ V này thì nó bắt đầu nó liền khối. Nhưng mà anh em đã khoét thông ở bên trong, gọi là khoét thông ở bên trong và đưa led vào bên trong. Bộ led này thì có app, hôm trước là mình có một cái video rồi. Video rồi về cái app điều chỉnh cái led này mình có thể điều chỉnh cái chế độ màu sắc, một là đa màu sắc và nhiều cái chế độ màu khác nhau. Hoặc là anh em nào mà thích đơn giản thì có thể chuyển về chế độ một màu, đúng không? Hôm nay anh em mình quan sát ở đây là vào ban ngày, trời vẫn đang nắng và mình đang sạc xe ở đây. Thì có một cái video tiếp theo thì về lại mượn Huy một buổi nữa. Thì anh sẽ làm quay cho anh em vào buổi tối xem nó đẹp như nào nhá. Cái này thì nó là gu thẩm mỹ của riêng em thôi nên là em thì em rất thích nó, gọi là kiểu led RGB nó hơi nháy nháy tí. Còn riêng em ứng nhất là cái bộ đèn bi, bởi vì là đèn bi zin của nó thì thật sự nhìn rất là tối. Nhìn ở đây là còn cái màu nó màu halogen nữa nên là nhìn lại càng hơi khó. Cái việc mà mình sử dụng con xe di chuyển hàng ngày ấy, cần cái điều kiện ánh sáng nó tốt để có cái quan sát tốt và di chuyển an toàn, đúng không? Đúng rồi. Thì mình vẫn ưu tiên cái việc an toàn hơn. Còn 25 bây giờ 25 mới phải đăng kiểm một lần. Thì mình không thiếu gì cách để mình có thể đăng kiểm được, đúng không? Đúng rồi. Cái này thì ví dụ như là sau quá trình mà sau này đăng kiểm thì em cứ qua anh sẽ hỗ trợ em cái việc đấy, có thể là thay một cái bộ đèn nguyên bản của nhà anh vào. Thì em đi đăng kiểm, cái việc đấy nó cũng không khó khăn gì cả. Đúng không? Đấy, mọi người cho mình đánh giá về cái bộ đèn này, bộ mí này và cái bộ led chữ V này nhá. Chắc chắn là nắng như thế này thì anh em mình mua xe về cái là phải dán phim cách nhiệt luôn, đúng không? Thì cái dòng phim mà dán cho xe của Huy là dòng phim PhotoSync. Vậy thì sau khi mà trang bị những cái này xong thì em còn có ý định trang bị thêm món gì nữa không? Trước mắt thì cá nhân em thì em thấy là nó cũng đủ dùng với lại cả em và chạy ở nhà. Đặc biệt là cái bộ dán kính này thì thật sự đi nó rất là tiện, bởi vì là kính xe nó rất là rộng. Đúng rồi. Tầm nhìn nó rất là rộng, thế nên là dán vào thì cảm giác là bật điều hòa nó cũng nhanh mát hơn. Đúng rồi. Nắng, trời nắng nóng này nó cũng đỡ nắng hơn nhiều. Sau này cơ bản thì ví dụ cái gương này cũng đang khá là bất tiện, đúng không? Vâng, đúng rồi, gương này hiện tại thì vẫn phải với tay ra để chỉnh theo ý mình nên là... Thì khi mà nó có bản thương mại mà cái gương điện về chắc là cũng thay thế thôi. Vâng, cái đấy thì em cũng em định thay thế cái đấy luôn. Anh đầu tháng 9 dương này, anh sẽ về một cái bộ gương mà gần như là cơ bản theo xe. Nhưng mà làm sao mà chi phí nó phù hợp nhất với khách hàng. Và có thể điều chỉnh điện được và cái mặt gương có thể điều chỉnh được. Còn cái việc mà con cái option mà sấy gương thì mọi người có thể lựa chọn. Lựa chọn là cái việc đấy thoải mái. Và đặc biệt là còn bên trong nữa nhỉ? Bên trong còn cái ghế. Đúng rồi, cái ghế hiện tại thì vẫn chỉnh hoàn toàn bằng cơ. Em thì em đang rất thích là làm sao để nó kiểu chỉnh điện mà chỉnh thậm điện. Chí nếu được có cả nhớ ghế nữa thì nhớ ghế, quá đúng tuyệt vời. Hoặc là bây giờ nó vẫn là điều chỉnh bốn hướng. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà không thể điều chỉnh lên xuống được. Đúng rồi, nó cũng không bơm lưng hay các thứ gì. Đúng rồi, cái đấy thì không khó đâu. Dạ vâng. Trong thời gian tới thì anh theo cái tiêu chí của anh thì bây giờ anh em trên thị trường có rất là nhiều những cái bộ ghế độ cho những cái xe sang ấy. Vâng. Nào bốc một cái đè sang luôn nhưng mà mấy chục triệu một bộ. Vâng. Thế ốp lên cái xe này nó cũng không đáng không? Nó không đáng, đúng không? Vâng. Thế nên là anh sẽ ra một cái bộ ghế làm sao mà độ trên cái ghế zin à, chi phí nó thấp nhất cho anh em được và có thể điều chỉnh được. Vâng, nếu mà thế thì tốt nhất. Đúng rồi. Thì sau này khi hy vọng là khi nào có lại có ủng hộ anh. Dạ vâng. Sau này có chắc chắn em sẽ mang xe lên. Cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn Huy đã có mặt trong video của Dubeke ngày hôm nay. Vâng. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của Dubeke. Và nhớ qua ủng hộ Dubeke nhá.